Rồi, Katana xin kính chào tất cả các bác. Hôm nay Katana sẽ giới thiệu các bác một cái bộ dao cũng khá là được ưa chuộng tại cửa hàng Katana. Đó chính là bộ Honoka. Nói là bộ nhưng mà thực ra là nó là 3 chiếc mà khách hàng ưa chuộng nhất và cũng như bên mình nhập về nhiều nhất. Đấy, để cho giới thiệu các bác xem 3 chiếc này. Thì như các bác biết thì các Kai chia sản phẩm ra làm hai dòng chính đối với dao, đấy là dòng Sekimagoroku và một cái dòng cao cấp hơn, đấy là dòng Sun. Đó thì Sekimagoroku thì là dòng gọi là có thể nói là trung bình khá dùng, và trong Sekimagoroku cũng chia ra làm nhiều dòng khác nhau đấy. Thế nhưng mà nếu mà nói về cái bộ bộ hôm nay mình giới thiệu ấy, tên là bộ Honoka, thì có thể nói là đối với sử dụng dòng gia đình thì rất là tuyệt vời. Đó thì mình sẽ giới thiệu với các bác là 3 chiếc có công năng sử dụng tốt nhất cũng như là bán chạy nhất tại cửa hàng. Thì ở đây mình có là đây trên tay full hộp của dòng Honoka. Đó, đây là chiếc Santoku, nhưng mà ở đây nếu mà nói về cái Santoku này có gì đặc biệt thì đó là các bác có thể nhìn ở trên cái bề mặt dao này, nó có các rãnh. Các rãnh này có chức năng gì thì nữa mình sẽ giới thiệu, nhưng mà đây là mình sẽ giới thiệu qua cái hộp của nó trước. Đó, hộp của nó thì giống như mọi dòng Sekimagoroku khác, đó là có tay cầm nhựa này, ba đinh này. Xin lỗi các bác. Tức là cái vỏ của nó là có đủ tất cả các thông tin của các dòng Hono, dòng Sekimagoroku khác. Đó. Còn cái dao này có gì đặc biệt? Thì đây, mình mở hộp ra đây. 3 chiếc. Thì mình sẽ giới thiệu với các bác từng chiếc một. Đó, đầu tiên là chiếc vừa rồi mình có nói, đấy là chiếc Santoku. Nhưng Santoku này nó có một cái đặc biệt, đấy là cái phần dao này có rãnh. Bên này cũng có hai bên, rãnh hai bên. Thì nếu bác nào đã sử dụng bếp nhiều rồi thì các bác biết, chắc chắn biết rồi, đó là cái nó có cái chức năng, con dao này có chức năng đấy là thái thì không bị dính cái thịt hoặc là dính thực phẩm vào lưỡi dao khi mà cắt. Đó, rất là nhiều bác trải nghiệm rồi đúng không ạ? Thì khi mà cắt dưa chuột hoặc cắt cà chua hoặc là cắt lát thịt, nếu mà như con dao như thế này, cái bề mặt của nó phẳng như thế này thì là cái dưa chuột hoặc cái cà chua nó cứ dính vào dao ấy. Đó, chúng ta phải dùng tay chúng ta đẩy nó đi. Đấy, thế nhưng mà nếu mà khi mà con dao họ gia công những cái rãnh như thế này thì cái thực phẩm nó sẽ rời luôn ra khỏi lưỡi dao sau khi cắt. Chính vì thế cho nên nó rất thái rất là thích. Đó. Và con dao này thì nó có cái cán bằng nhựa, có ba đinh ở đây. Có cái khâu dao thì làm bằng thép. Đó, nhưng mà thép ở đây thực ra nó chỉ là bọc, phần bọc thôi, chứ không phải là thép đúc. Đó, ở đây các bác có thể nhìn thấy cái phần nhựa của nó ở đây đây. Đó, cũng dao cái phần chuôi dao nó cũng hơi uốn một chút, cho nên là giúp cho cái việc cầm nắm không bị trơn trượt. Đó, cầm con dao này cũng khá là thích. Con dao này nếu mà nói thì cái về cái độ đầm thì nó có thể là nó hơi nhẹ một chút. Thế nhưng mà bởi vì nó dùng cho gia đình phổ thông mà, dùng cho đặc biệt cho các chị em, các bà các mẹ dùng, cho nên là nếu mà với cái độ cầm, độ dao, độ nặng như thế này thì cầm cũng khá là tốt, nó không bị mỏi tay. Bởi vì thực ra nếu mà chỉ dùng gia dụng thì chỉ cần dùng trong khoảng tầm 15-20 phút thôi, chứ cũng không đến mức gọi là phải cầm nhiều như liên tục như đầu bếp. Đó, đây là chiếc Santoku, mà Santoku là có rãnh để nó không bị dính thức ăn khi mà chúng ta cắt. Còn đây là chiếc Santoku nhưng không rãnh. Đó, Santoku này thì như các bác biết rồi, dao hết sức đa năng, cắt được cả thịt, cắt được cả rau, cắt được cả hoa quả vân vân, rất đa dụng. Đó, Santoku luôn luôn là dòng mà bán rất tốt tại Katana đối với bất kỳ dòng dao nào. Đó, trên lưỡi dao các bác sẽ nhìn thấy là chữ Sekimagoroku này, thép molybdenum vanadium này, và chữ Honoka này bằng tiếng Nhật này. Đó, phần này là phần in nhé, in là in nổi, in mực nổi, rất là ấn tượng.
mình sờ lên thấy nó vân vân như kiểu in 3D ấy. Đấy, còn đằng sau thì vẫn như mọi khi, tức là có chữ Made in Japan từ năm 1908. Đó. Đấy, đây là cái dao Honoka. Còn tiếp theo là chiếc Petty. Chiếc Petty này trên vỏ ghi là bao nhiêu? 120, cũng 120mm. Đó, trông cũng rất là đẹp. Đó, mình thực ra cũng nhắc lại câu chuyện là một gia đình ở Việt Nam mình cũng chỉ cần dùng đến một con Petty này, một con dao thái và một con dao chặt là đầy đủ các chức năng. Thế cho nên là mình khuyên các bác là nếu mà sử dụng ở gia đình thì cũng đừng nên tiết tiền, mà hãy mua ba con dao thật tốt về sử dụng. Thì khi mà sử dụng những cái con dao tốt như vậy thì chúng ta vừa có cái hứng thú để nấu ăn, hứng thú vào bếp, cũng như là cái việc mà mỗi lần sử dụng ấy, nó rất là sướng, chứ không phải là cầm một con dao lên chỉ đơn thuần là nấu xong là xong thì nó cũng rất là không hay. Mà đặc biệt là đối với người đầu bếp thì luôn luôn các bác hỏi bất kỳ một người đầu bếp nào, hoặc là chắc chắn là những bác mà đang theo dõi video của Katana thì rất nhiều bác là đầu bếp, thì các bác cũng phải khẳng định với mình đấy là cái câu chuyện đối với người đầu bếp thì con dao là cái thứ quan trọng nhất. Đó, nó món ăn ngon hay dở, người đầu bếp gọi là có hứng làm hay không do con dao rất là nhiều. Ở theo như kinh nghiệm của mình thì tất cả các đầu bếp là đều có một bộ dao riêng, và sau khi kết thúc công việc hàng ngày thì công việc cuối cùng của họ trong ngày đấy là mài lại con dao, lau sạch sẽ và cất nó nơi khô ráo, bảo quản dao, con dao như là người ta quý như sinh mạng người ta vậy. Đó, chính vì thế cho nên là một con dao tốt nó sẽ giúp cho chúng ta nấu ăn rất là hứng khởi, cũng như là tạo ra những món ăn ngon trong gia đình. Chính thế cho nên là mình luôn luôn khuyên các bác là đừng nên tiết tiền mua ba con dao thật tốt. Mình không khuyên mua nhiều, đừng nên mua nhiều, rất là phí. Tất nhiên tùy đối với tùy từng cái tính chất công việc đặc thù của các bác chef thì các bác có thể cần phải những cái con dao nó khác đi một chút, hình thù nó khác đi hoặc là công năng nó khác đi. Thế nhưng đối với lại dòng gia dụng thì các bác nên chọn ba con dao thật tốt để ở nhà nấu ăn, và nhớ bảo quản nó thường xuyên, ví dụ như là một tháng mài lại một lần. Đấy, bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ thì là luôn luôn chúng ta sẽ bảo trì được cái con dao đấy ở trong cái tình trạng tốt nhất, giúp cho là việc sử dụng con dao đấy rất là dài. Đối với người Nhật, con dao là thứ là dùng cả đời, các bạn yên tâm là như vậy. Thế cho nên là nếu mà chúng ta bảo quản dao thì một con dao các bác dùng cả đời, tất nhiên là trừ phi các bác là mất thôi nhé. Đấy, chứ còn thì dùng dao rất bền. Rồi, rất là mong là nếu mà có thời gian thì xin mời các bác đến cửa hàng Katana tại 72 Nguyễn Trãi, trung tâm thương mại Royal City, hoặc là ở trung tâm thương mại Yêu Môn Hà Đông, quận Hà Đông, để có thể trên tay trực tiếp những sản phẩm của Katana. Và nếu các bác muốn đặt hàng thì cứ liên hệ trực tiếp với hotline 083-777-8386, hoặc qua fanpage Giao Nhật Katana chính hãng, hoặc là trên website giaonhatkatana.com. Rất là mong các bác ủng hộ Katana trong thời gian tiếp theo bằng cách là subscribe, like và chia sẻ các video của Katana Vlog. Xin chào và hẹn gặp lại các bác.